Bảo, hôm nay thì bên Bảo vừa về một cái sản phẩm bơm hơi giá rẻ. Không biết là giá rẻ có xài được không? Bây giờ Bảo sẽ cùng mọi người vào tìm hiểu cái con máy này xem nó có xài có tốt không nha. Dòng máy này thì phụ kiện thì nó cũng đầy đủ. Bánh xe hai bánh này, đây một cái xu ốc áp đầy đủ nha, anh chỉ về mua về là gắn vào thôi. Còn một cái thương hiệu Star, sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành chính hãng 6 tháng nha. Đây là cái lọc hơi nha. Rồi bây giờ Bảo sẽ vào chi tiết con máy. Bảo sẽ đọc thông số cho mọi người nắm rõ cái mã của nó. Con máy này có mã là ST700-30 nha. Dung tích bình là 30 lít. Công suất của nó là 800W, cũng khá là tốt đấy. Về motor, Bảo sẽ lên cái phần motor. Motor thì nhà sản xuất nó đưa ra 100% là dây đồng. Theo Bảo đánh giá giá thì giá nó tầm này rồi, nhưng mà nó rẻ, nhưng mà dây đồng thì cũng ok, đạt chất lượng. Đây, phần tản nhiệt làm cũng tương đối là tốt. Hai đầu hơi, cái dòng máy hơi này đặc biệt là dòng máy hơi không nhớt nha, nên là siêu êm, cực kỳ êm luôn đấy. Về cái phần gla, đây là cái công tắc cơ để chúng ta sử dụng một cái van an toàn, lúc mà chúng ta nó quá tải hơi thì nó sẽ xả ra nha. Hoặc là trường hợp cái van này nó hư thì cái này nó tự xả, anh chỉ cứ để bơm thoải mái nó vẫn xả ra nha, không có lo nổ bình nha. Đây là một cái van quá hơi để chúng ta sử dụng. Đây là một cái gla từ để nó giúp chúng ta là lúc bơm đầy á, cái gla này nó xả khí để lúc mà máy nó đề ba lại nó nhẹ nhàng để anh chỉ hoạt động nó trơn tru á. Còn đây là cái phần nồng hồ. Đó, về nước sơn thì cái màu của nó thì cũng khá là đẹp và ấn tượng nha, rất là nổi bật, thương hiệu Star khá là lớn. Dòng máy này là công nghệ của Nhật Bản nhưng mà vẫn là sản xuất tại Trung Quốc nha anh chị đừng có hiểu nhầm. Đây cục tủ là nằm đơn độc tại máy đó. Nó khá là ngầu đấy. Rồi bây giờ bạn sẽ cùng mọi người là khởi động xem cái con máy này nó như thế nào nha. Cái phần dưới đít này nè, phần dưới đít này anh chị thấy không? Đây Bảo quay lại bên này để cho chị nắm rõ để về mình xài cái này thì nó khác những cái con khác, là cái này nó xài bằng van khóa xả nước luôn, anh chị là xài khá là nhanh nha. Những cái dòng khác thì mình phải vặn ốc để mình xả, nhưng mà cái này là vặn tay thôi, nhẹ nhàng. Mình sử dụng trong cái thời gian dài là nó cũng khá ok. Bây giờ Bảo sẽ hoạt động máy xem nó có êm không nha. Nhưng mà mới êm. Nó rất là êm nha. Về cái mật độ lên hơi thì Bảo thấy nó cũng đó. Về Bảo đánh giá cái con này thì về cái mật độ lên hơi cũng là tương đối thôi, cũng không có mạnh so với những cái dòng máy khác nha. Bảo sẽ hoạt động nhưng mà nó cũng rất là êm, cũng khá là tốt. Đây Bảo để trên bàn nó hơi ồn tí nha, nó hơi rêm máy ấy. Còn ra ngoài thì anh chị sử dụng nó êm lắm, mà lại tiết kiệm điện cho mình xài nữa. Bảo sẽ để một lúc cho nó bơm đầy nó ngắt nha. Nó hơi lên cũng tương đối nhanh thôi, không có nhanh lắm đâu. Rồi lúc mà anh chị bơm lên mà cái lượng khí nó lên tầm 8 kg á,
thì bắt đầu nó sẽ kích hoạt cái gland rồi nó đóng cái gland rồi nha, tự động ngắt nha cho anh chị sử dụng nha. Đó, sắp rồi đấy. Đó, nhà sản xuất thì nó lên tới 8,5 kg luôn. Đây, lúc mà cái này nó hoạt động là nó kêu cái sạch, cái là nó xì hơi ra, nó nhả hơi ra là mình để ba lại nó khỏe lắm. Về cái dòng máy này thì hơi theo Bảo thấy á, riêng cá nhân Bảo đánh giá thì hơi nó cũng không có lên nhanh đâu, nó cũng tương đối vừa phải để mình xài gia đình hoặc là những cái công trình nha, nhưng mà nó cũng rất là êm, mình về xài cũng đạt cái nhu cầu làm việc mình hoặc là mình xài gia đình thì nó cũng quá là bền bỉ rồi, mà nó lại êm và không có ảnh hưởng tới những người ở xung quanh này nha. Hiện tại Bảo đang bán cái con máy này với mức giá là quá là rẻ anh chị ạ, chỉ có là 1,6 triệu thôi nha. Anh chị nào mà muốn mua cái sản phẩm 30 lít siêu rẻ này thì có thể là liên hệ qua Bảo nha. Bảo sẽ gửi những cái dòng máy khác để anh chị tham khảo, mình thích dòng nào là mình mua về mình xài luôn nha. Đó, với mức giá chỉ có 1,6 triệu thôi, quá là rẻ luôn, Bảo xả hơi cho mọi người. Không có gì là yếu đâu nha, giá rẻ nhưng mà xài riêng Bảo đánh giá thì khá là được, không có thua những cái dòng mà nó chất lượng nó tốt hơn, nhưng mà dây đồng là tuyệt vời lắm rồi. Đó, anh chị nào mà muốn mua sản phẩm có thể là liên hệ qua số điện thoại Bảo nhá, nhắn tin hoặc là tới địa chỉ 228 Phan Huy Ích, phường 12 quận Gò Vấp để mình xem trực tiếp cái dòng này nó có tốt không nha. Đôi khi là Bảo quảng cáo thì nhiều anh chị là bảo là sao mà rẻ nó lại xài ngon được, thì anh chị cứ tới trực tiếp Bảo nha. Rồi, Bảo tới đây thôi, Bảo chào mọi người, Bảo sẽ kết thúc video tại đây nha.